Thân mến chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Hôm nay tôi mời các bạn cùng đẹp về với tôi những cái trái bưởi này, những cái cây bưởi tôi trồng ở cô thì năm nay là cái mùa này là mùa thứ 6 đó các bạn, nhưng mà năm nay là nó mới được hai mùa là trái thôi, năm ngoái và năm nay. Đây là năm thứ hai nó có trái, trồng một năm sau năm mới có trái đó các bạn ạ. Bây giờ những cái trái bưởi này tôi rằng nó chưa có già lắm đâu, nhưng mà thôi giờ mình bẻ đi thôi, tại vì năm ngoái người ta bẻ dùm nhiều rồi, năm nay mình bẻ sớm, mình ăn nó non một chút, nhưng mà mình ăn rồi để mình còn thưởng thức xem là cái mùi vị nó như thế nào. Tại vì nếu mà mình để lâu á, mình bẻ thì người ta bẻ dùm mình mang cái gọi là cái bệnh tức á. Mời các bạn cùng bẻ với tôi nhé. Nhưng mà các bạn cũng bè với tôi. Những cái trái bưởi nó rất là dễ thương mà tôi không biết nó là giống ổi gì. Tại vì khi mà mình cái người mà tiêu tờ người ta cho tôi hột á, rồi tôi thấy thử thấy nó ngọt quá, rồi tôi ương giống trồng mà chờ đợi mấy năm trời đó các bạn ạ, lâu lắm. Trái 16 trái mà đi nứt hết rồi các bạn này. Năm nay nó cũng nứt này, nhưng mà nó nứt này còn một trái. Bây giờ tôi cũng bẻ vào thôi, để là nó cũng nứt. Các bạn xem hai cây hai kiểu trái khác nhau, mà tôi bổ ra có một trái giống thôi. Rồi tôi ương. Bây giờ trái thì tròn, trái thì dài, trái này tròn này, cây xanh bên này tròn này, cây bên này lại dài dài. Cái ổi nhà tôi năm nay nó ít trái lắm, từ ngày mà 5-6 năm nay tới bây giờ 50 năm đầu tiên ít trái như vậy nữa các bạn này. Cái này phía bên này năm ngoái nó nhiều trái này, năm nay nó không có, nó thưa thớt thôi. Bây giờ tôi sẽ dùng cây thang cao rồi tôi bẻ những cái phía cành ở trên nó mới có trái. Tôi mời các bạn cùng bẻ ổi với tôi nhé. Thank you.
tôi đứng ở trên cái cành cành cao tôi bẻ thì nó hơi khó bạn ạ. Tôi đã bẻ rồi, nó còn lại nên là các bạn này nó không còn bao nhiêu trái cả, đợt sau không còn bao nhiêu trái hết. Thì năm nay tôi rất quyết là tôi sẽ cắt cái đầu của nó đi, cắt ngọn nó chứ, cắt cái ngọn ổi này đi cho nó ra cái nhánh mới để cho nó ra nhiều trái. Tôi nghĩ chắc đợt vừa rồi nó gặp cái cơn gió, tại vì nguyên cái là luồng gió này nè, là nó đi từ cái cây ổi này nè ra cho tới cái chỗ cái cây khế ngoài kia. Mà cây khế nhà tôi cũng vậy, năm nay nó ít trái lắm. Để tôi mời các bạn coi nè. Mọi năm thì khế nó nhiều vậy đó các bạn ạ. Mà năm nay nó được đưa thưa được có, tôi nghĩ được khoảng 15 quả. Thế nó ra nhiều bông lắm. Nhưng mà bây giờ nó không còn một cái bông nào mà nó chỉ đồng có mấy quả các bạn ơi. Đây này. Mà bây giờ nó lại còn xanh. Mùa này ổi chín rồi. Năm ngoái tôi nhớ là khi mà tôi bay clip vô mời các bạn coi đó thì khế nó chín. Khế nó chín vàng hực rồi ổi. Vậy đó mà năm nay thì khế thì còn xanh nè. Mà những cái cành hồi năm ngoái thì nó ra nhiều bông lắm, tôi không hiểu là có bị gió hay gì á, bị gió trướng hay sao mà nó không đậu bạn ạ. Năm nay đậu khoảng mười mấy trái à. Năm nay mình mất mùa khế thì thưa thớt chút đỉnh thôi. Đây là cái cây cóc, hôm đó tôi đi chợ trời tôi mua được cây cóc, tôi về tôi trồng rồi về cái nó có bông đó các bạn, rồi tôi để luôn, thay vì tôi tỉa bông nó đi, tôi bỏ bông đi giống như mọi cây tôi không có ương á. Thì tôi để thử xem thêm nè. Mà nó cái bông nó động được những cái trái nè. Những cái trái mà bây giờ về mùa đông rồi, bây giờ cái lá bắt đầu nó úa vàng rồi. Mà tôi thấy cái trái nó còn nhỏ xíu à, tôi cũng bây giờ tôi cắt được thôi. Đúng lý là mình không để bông từ hôm trước. Cái gốc này nó úa lá tội nghiệp nó ghê á. Trái nó còn nhỏ lắm. Bây giờ tôi cắt đi để mình dưỡng sức nó chứ, bây giờ lớp nào mùa đông này rồi lớp nào trái của nó như vậy này, thì tôi sợ năm tới nó chết đó. Cho nên giờ tôi cắt mình ăn cóc non nó dễ bẻ này, tôi bẻ luôn, nó cũng dài chứ. Trái nó còn non lắm. Giờ mùa đông thì trời lạnh lắm. Đây là cái kết quả hôm nay tôi bẻ được ổi của nhà tôi, rồi bưởi trong vườn, và những cái quả cóc non. Thì tôi không hiểu lý do làm sao mà một cái giống bưởi một trái tôi lấy ra cùng hột đó, bây giờ các bạn so sánh xem này, nó không có giống nhau, hai cây khác nhau, hai quả khác nhau. Bây giờ tôi mời các bạn cùng ăn ổi với tôi nhé các bạn nhé. Tôi sẽ bổ cái trái bưởi ra, trái ổi ra trước. Tôi sẽ lấy cái quả này, tôi bổ ra, tôi mời các bạn cùng dùng ổi với tôi. Năm nay ổi ít quá, thành ra chỉ đủ cho gia đình ăn thôi. Bạn xem là cái quả ổi to nó ngon lắm. Ông bà mình nói có cái câu ví là cá cả lợn lớn. Con cá nó to nó ngon, con heo nó to nó cũng ngon, nó ngon hơn con cá nhỏ. Rồi mời các bạn cùng dùng ổi với tôi nhé. Ngon lắm các bạn ơi, nó chua chua dốt dốt mà nó vị ngọt nó nhiều.
Không biết ở phía nam giới họ có thích ăn ổi không chứ phụ nữ chúng tôi thích ăn ổi lắm. Bây giờ tôi lấy trái ổi, trái bưởi tôi bỏ đó mời các bạn nhé. Tôi lấy trái bưởi tròn này trước đi. Trái bưởi tròn này tôi mời các bạn thử xem có giống ổi nhà tôi như thế nào nha các bạn. Cái cây bưởi tròn này hồi năm ngoái nó được mà nó nứt, nó không còn một quả nào hết các bạn ạ. Năm nay nó chỉ nứt ít quả thôi. Nhưng mà nó lại ít trái, giờ tôi mở ra, tôi bổ ra, tôi mời các bạn nhé. Tôi phải bỏ cái máy xuống để tôi gọt vỏ. Đây các bạn này, chứng tỏ là tuy là cái da vỏ nó còn xanh như vậy nhưng mà tôi thấy là nó có ăn tạm, ăn được rồi. Xà mình ăn non nên còn hơn là mình đỡ tức. Chứ còn khi mà họ bẻ giùm mình rồi thì mình cảm thấy mình không vui lắm. Tôi lấy thêm một quả bưởi này nữa để tôi so sánh xem. Đây các bạn ạ, cái quả bưởi thì trái dài này, và đây là cái quả bưởi trái tròn này. Tôi sorry các bạn, tôi làm có một tay à. Tôi sẽ bổ cái trái bưởi tròn này ra trước xem nè. Nó cứng lắm các bạn ơi. Cho cái vỏ nó xuống đất đi. Đây là cái trái bưởi dài này, và đây là cái trái bưởi tròn này. Các bạn xem này, cái trái này nó cũng nhiều hột lắm bạn ạ, tại vì nó cùng trái giống mà sắc cái quả này nó lại hình thù nó lại tròn. Đây là cái trái bưởi dài, tôi mời các bạn là cùng thử với tôi nhé. Cái hột thì nó cũng giống nhau các bạn ạ. Chỉ có bề ngoài cái trái á thì hình thù sao nó khác nhau. Tôi mời các bạn, tuy là nó vậy rồi á nhưng mà nó có nước thì mình cũng đã thành công rồi. Bây giờ tôi lại mời các bạn cùng ăn cái quả. Dịu dàng mà ngọt, ngon lắm. Nhưng mà cái này phải để có, tôi nghĩ khoảng 2 tuần hay là 1 tháng nữa thì chắc là đậm sắc hơn nữa các bạn. Video của tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi bẻ những cái trái cây trong vườn khi mùa đông đến. Mình cái khu vườn của mình nó nhỏ nhưng mà lâu lâu mình ra vườn mình bẻ như vậy mình cũng thích rồi các bạn ạ. Ô, tôi bẻ cái quả cóc của tôi, mời các bạn cùng dùng thử với tôi xem nó như thế nào nghe các bạn. Để tôi phải cắt ra xem coi nó chua hay nó ngon. Tôi xem coi nó già chưa. Nó còn non lắm bạn ạ. Bạn xem này, cái hột nó còn non lắm. Mà nếu mà mình không bẻ thì mùa đông này tôi sợ là nó không còn sống nổi. Hy vọng là cái cây cóc này mùa đông rồi đấy, tôi mời các bạn cùng ăn thử cóc nhé. Mùi vị của cóc Việt Nam, cái này mà ăn với mắm ruốc ngon lắm bạn ạ. Phụ nữ chúng tôi thích ăn cóc lắm. Tôi không biết ở nam giới người ta có thích hay không, còn nữ thì ăn thích lắm. Video của tôi đến đây kết thúc.
Cảm ơn các bạn đã cùng tôi bẻ những cây trái trong vườn khi mùa đông đến. Cái khung vườn nhỏ nhưng mà mình trồng cây mỗi thứ một tí ở nhà, lâu lâu một mùa mình thu hoạch một lần, vui lắm các bạn ạ, thích lắm, nhớ đến quê hương Việt Nam mình. Trồng những cây á đông như vậy. Hẹn các bạn video kế tiếp. Chào các bạn nhé.